chảy ướt nhỉ? Và rất đơn giản như vậy à. Hai dính vào nhau luôn này. Này, ăn một vòng nó lại hóa là ăn vào nhau. Già lắm nó mới được. Trời ơi. Trương cẩn thận nhặt nhặt nhầm cây ấy nhá. Ông Trương em thấy hai quả mà anh Trương? Ơi. Trương em thấy có hai quả mà. Dụng mất một quả rồi, đang kia mới đấy. Đi. Chắc là bác ăn một quả. Ăn mất một quả đấy. Cất cất đi một quả để dành thôi. Sáng chưa sáng ăn mất quả rồi. Rồi lắm. Rồi. Cất đi mất quả. Hẹn anh bao lần nay anh mới lên đây? Vui rồi. Trường. Quay nốt cho anh Trường. Hôm trước con này nhiều ông thích lắm ấy. Con này nhiều ông thích lắm ấy. Còn có cái đây cái năm nào đâu mà để em bố trí em về. Bảo tôi anh ấy chốt đi để cho em ba chùm. Con này lèo lèo lên mà bảo sáng ra chơi đi đâu. Không, đồ này thì cứ để kiểu như không thì... Đấy, đúng mức mà. Phún rồi này. Đấy. Búp này đẹp. Đẹp mà. Cái đẹp giấy này ngộ luôn. À đấy, cái giấy đây bao nhiêu? À, có ông hỏi con này. Có quay lướt quá không kịp nhìn. Để ở trên ý khó. Có quay lướt quá không kịp nhìn. Buồn. Bao nhiêu cây biết ngồi đây có mà đi sáng, đi tối. Cây đấy cổ, dáng cổ hay cơ. Cổ nhưng mà lại hợp lý, thấp. Bảo là 4 xô. Con này thì chắc vẫn y án giá ấy. Đúng rồi. Thì anh hỏi thôi chốt để cho ăn thư của 30 chốt để cho bạn thư của 35. Ừ. Đẹp như thường, khoảng cái cá tính đẹp lắm. Không bảo chị Huyền như em, chị Hiền như em. Phải, em thích cái cây quá mà bảo là chưa tặng rồi vẫn. Ừ. Em bảo đấy chị thích em tặng lại nhưng mà không dám lấy. Bởi vì là quà không dám lấy. Ồ. À. Đây cái dâm bụt này trời đẹp và có hoa đỏ chót. Này này là vẫn được còn ở đây. Còn đây. Cái này hôm trước khoảng 26, cái này thì 35 nhỉ. 35. Còn các bác thương thảo được xuống bao nhiêu thì là ở độ duyên của các bác. Sạch thân. Cái chậu này bây giờ nó bán bao tiền cái đấy anh Trương? Cái chậu này hôm anh mua lên 800. 800 mua được 3 cái thì anh nó ship vào đây luôn luôn. Ừ. Chồng này đẹp. Đẹp. Cái này vừa... Cái này hôm trước bảo bao nhiêu anh? Quên mất rồi. Cái này hôm trước bảo 11 triệu. 11 triệu. Cổ mini. Cổ mini. Cái giấy này bao nhiêu? Con giấy được 25 triệu. 25. Hình không? Dáng lạ đấy. Dáng lạ. Mà bỏ tiền ra thì tùy. Thank you.
là một cây hoa giấy dáng lạ. Dáng lạ. Kể cả cây gì thì dáng của nó kiểu này cũng lạ, nhìn nó cũng lạ lắm. 25 triệu cả. Sang cây khác vậy. Đây. Ui, cây này nhiều hoa quá, lộc vừng này. Lộc vừng nhiều hoa quá. Vườn nhiều hoa quá. Đâu, băng nào vào. Cây này quay lướt rồi. Và cây này lướt quá, thì phải quay kỹ đây. Kim sông này. Cây ông này chắc ông phải có tuổi rồi ông mới thích cây này. Mỗi tuổi chỉ lùi được đến đây thôi, không lùi hơn nữa. Uống cây rồi. Chung một gốc này, chung một gốc. Cây cổ rất khá là sạch. Cái hang này cũng hợp, hang này hợp, hang này hợp. Cái này là bao tiền quên mất rồi anh nhỉ? Cái cây cổ này này, đi chưa rồi? Cái cổ này là bao nhiêu tiền nhỉ? 40 năm liền. À, năm liền đấy. Cái bể này nó hợp quá. Bể mới nhưng mà hợp quá. Đấy, tay chi từ dưới lên. Đấy. Vừa mua được cái quả đồ. Em có cái hay nhỉ? Mua của ấy kìa. 800. Còn ươn già này cắt nó không bị cũ mà nó có nhít này, quan trọng là nhít này. Nhít này, quan trọng nhít này nó không mỏi tay nào mình nó lại nhả ra cho mình đỡ mất sức. Đấy. Mặt sau đây. Mặt sau của nó đây, hôm nay quay không lướt nhá. Đấy. Hôm nay xanh hết nhá, hoa nó ra ba lứa một lúc một lượt, còn từ đây lên hết tầm riêng. Mai xanh. Đấy, mua dâm đi anh. Đẹp. Mua dâm đi. Hoa ra liên tục nhá. Mua dâm anh Trương đi. Cây này trước hỏi rồi, giá càng này. Ok, xong mấy cây của anh Trương phải sang ở đây. Ở đây có cái xi của bác nào nửa chậu nửa an này, hay đấy. Hay đấy, nắng cổ hay. Xem là cái ăn này là ăn xi măng. Nhìn men men mình tưởng là đấy. Chả biết cây của ai. Dáng
cổ mà cũng khá, nói chung là khá là hay. Chung là chưa thấy cây nào lọt hẳn vào mắt. Nay có cây gì không? Ôi, đầy cây. Toàn hoa đúng không? Cây của bác kìa. Mỗi một con rồi đúng không? Lấy bao tiền đấy? To à? 35 triệu. Kinh đấy nhỉ? Toàn hàng to này nhỉ? Xem này. Bóng tàn nó mê tít, chỉ phải chơi. Cây kia mang về bán 35. Quay mặt kia xem thế nào. Không, mặt này đẹp đẹp rồi. Để quay đằng sau xem ra cho thiên hạ biết. Đấy, làm bộ đấy. Chơi chơi cây nhỏ mà làm bộ đấy. 4-5 triệu một cái kìm này mà cắt thì được. Con này mà nó phải đấy.